xem tử vi năm 2023 cho nữ mạng Đinh Mùi. Tử vi năm Quý Mão 2023 đối với nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967 thấy rằng bản mệnh là người khá tốt, có nhiều việc vui đưa tới trong năm nay. Quý bà nếu có mưu cầu về công danh, sự nghiệp thì dễ thành, công việc được quý nhân trợ giúp nên hành thông thăng tiến. Đinh Mùi thất quần chi dương, tức dê lạc đàn. Tuổi năm 2023, 57 tuổi, sinh từ ngày 9 tháng 2 năm 1967 đến ngày 29 tháng 1 năm 1968. Ngũ hành bản mệnh thiên hà thủy. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi nữ mạng vào năm Quý Mão 2023. Thiên can đinh gặp thiên can quỷ, tương xung xấu. Địa chi mùi gặp địa chi mão, tam hợp tốt. Ngũ hành bản mệnh hành thủy gặp hành kim, tương sinh rất tốt. Cung phi ly hỏa gặp cung phi tổn mộc thuộc cung thiên y tốt. Sao chiếu mệnh năm 2023, sao mộc đức tốt. Hạn năm 2023, hạn tam kheo. Hạn tuổi năm 2023, phạm hạn tuổi kim lâu và hoàng ốc xấu. Vận niên năm 2023, thử quy điền tốt. Tử trụ thiên lợi, địa lợi tốt. Hướng tốt xuất hành vào ngày mùng 1 Tết. Nữ mạng Đinh Mùi nên xuất hành vào hướng đông để nghênh tiếp tài thần vào lúc từ 11 giờ đến 15 giờ tính theo giờ địa phương. Mao hợp tuổi năm 2023, màu đen và trong năm kỵ màu vàng. Tướng xương, tướng tinh, xương con dê, tướng tinh con rồng. Trong năm Quý Mão này, xét thấy công việc làm ăn của quý bà khá tốt, gặp được quý nhân giúp đỡ mà thăng tiến không ngừng. Gia đạo của quý bà cũng nhận được những tin vui như cưới hỏi thêm thành viên mới trong gia đạo. Tuy nhiên, nếu xuất hành đi xa, quý bà có sức khỏe yếu kém, dễ xảy ra va chạm xe cộ. Xem tử vi năm 2023 đối với nữ mạng Đinh Mùi, luận về sao chiếu mệnh, sao mộc đức tức mộc tinh. Mộc đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông rạng ngời, bản buồn vốn một phát mười, già mồm trộn rã nụ cười ấm no. Sao mộc đức chiếu mệnh vào năm Quý Mão là các tinh mang tới năng lượng tốt nhất cho nữ mạng sinh năm 1967, tốt nhất là vào tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Gặp sao này xét thấy trong năm có nhiều chuyện vui may liên quan tới chuyện tình cảm gia đạo. Tuy nhiên, quý bà cần phải lưu tâm tới chứng bệnh về máu huyết lưu thông kém. Luận về sao hạn, hạn tam kheo tức tiểu hạn. Tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khẩn nguyện hết lòng, cũng sao giải hạn, thoát phòng tai ương. Năm Quý Mão này, quý bà tuổi Đinh Mùi gặp hạn tam kheo cần chú ý các bệnh liên quan tới mắt kém như mỏi mắt hay bị mờ. Bên cạnh đó, đề phòng tai nạn xe cộ ảnh hưởng tới chân tay, lưu ý các bệnh về phòng thấp, xương khớp yếu kém. Luận về hạn tuổi, đối với nữ mạng Đinh Mùi vào năm Quý Mão gặp hạn phải phạm hạn kim lâu, hoàng ốc sẽ gây ra điều bất lợi cho gia đình. Nếu năm nay quý bà có xây dựng nhà cửa hoặc nhập trạch nhà mới sẽ không được tốt. Vận niên thử quy điền tốt. Gặp vận niên này, quý bà sinh năm 1967 có nhiều niềm vui may mắn bất ngờ. Bản mệnh còn được giao lưu kết bạn với nhiều người tốt, có hỷ sự đưa tới trong năm nay. Năm nay, hầu như các dự định của quý bà về công việc làm ăn đều được quý nhân tương trợ giúp đỡ mà tiến hành hành thông thuận lợi. Trong đầu tư, có cơ hội đạt được những thành công, hợp tác làm ăn thì được cấp trên và đối tác tin dùng.
Nhờ vậy mà tiền bạc của quý ba năm nay đầy đủ, rủng rỉnh, chẳng phải lo về cái ăn cái mặc. Không chỉ thế, sự nghiệp của quý ba cũng có cơ hội thăng tiến, nhưng nên học cách cẩn thận và kín đáo. Luận về tử trụ, tử trụ có thiên lợi, địa lợi. Trong năm này, xuất hành đi xa, bản mệnh gặp nhiều điều may mắn, được quý nhân phù trợ mà công việc làm ăn hành thông, kinh doanh buôn bán có lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, gia đạo cũng có tin vui cưới hỏi như thêm cháu, thêm con trong gia đình. Luận giải lá số tử vi của nữ mạng Đinh Mùi vào năm Quý Mão 2023 như sau. Tài cung chiếu mệnh có các sao: Thiên Việt, Tấu Thư, Đường Phù, Thiên Mã, Thiên Phúc, Tràng Sinh, Cô Thần, Tàng Môn, Tuần. Bộ sau này đón nhận nhiều tin vui về thay đổi nơi ăn chỗ ở, công việc hiện tại. Tuy nhiên quý bà cần phải chú ý trong nhà có tang sự đưa tới. Tài cung xung chiếu có các sao: Đà La, Bạch Hổ, Quan Phù, Bệnh. Bộ sau này trụ về sức khỏe yếu kém, gây điều khó khăn khi xuất hành ngoại giao cũng như cho công việc của quý bà. Không chỉ thế, có hạn về cơ quan pháp lý cần phải cẩn thận. Tài cung tam hợp có các sao: Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư, Đế Vượng, Lực Sĩ, Kình Dương, Quả Tú, Điểu Khách, Triệt Mậu. Bộ sau này trụ về tiền bạc có sự hao tổn, công việc làm ăn phải đề phòng có kẻ xấu gây điều cản trở. Ngoài ra gia đạo không hòa thuận, có tang sự đưa tới. Tài cung nhị hợp có các sao: Quốc Ẩn, Nguyệt Đức, Tử Phụ, Lâm Quan. Bộ sau này nhận được sự hỗ trợ của bạn bè và người thân, vì vậy mà khó khăn đều được giải quyết. Trong năm, nếu có ý định trong sự nghiệp mới hay mưu cầu công danh đều không được tốt đẹp. Kết luận: qua luận giải lá số tử quy của quý mạng sinh năm 1967, thấy rằng công việc làm ăn của quý nữ có sự may mắn hơn mọi năm, nhận được nhiều tin vui các lời đưa tới. Tuy nhiên, nếu xuất hành đi xa, có hạn xe cộ, trong nhà có tang sự, chuyện buồn xảy đến. Xem vận hạn năm 2023 đối với nữ mạng Đinh Mùi qua từng phương diện của cuộc sống. Luận về phương diện tài chính. Phương diện tài chính trong năm khá tốt, tiền bạc dễ kiếm, có nhiều nguồn tài lộc đưa tới, hành thông rủng rỉnh, chẳng cần lo nghĩ nhiều. Ngoài ra, trong năm có sự đầu tư và hùng hạp làm ăn. Luận về phương diện sức khỏe. Xét thấy phương diện sức khỏe cần phải chú ý hạn về xe cộ cẩn thận, ảnh hưởng xấu tới chân tay. Bên cạnh đó, đường máu huyết kém lưu thông. Quý ba cần phải nghỉ ngơi, bồi bổ nhiều hơn. Luận về phương diện sự nghiệp. Phương diện này xét thấy được bạn bè người thân giúp đỡ mà phát triển thăng tiến. Không chỉ thế, cũng có sự thay đổi và mở mang thêm. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Phương diện tình cảm gia đạo xét thấy có sự tốt xấu bất phân. Trong năm, quý bà cùng con cháu đón hỷ tính cưới hỏi, thêm người, thêm của trong gia đình. Tuy nhiên, cần phải chú ý có tang sự muộn phiền đưa tới. Luận về phương diện ngoại giao. Phương diện này dự báo khá tốt, kết giao được nhiều mối làm ăn. Thế nhưng, bản mệnh ra ngoài gặp bất lợi về sức khỏe, cơ thể hay bị ốm đau bệnh tật, cần chú ý cẩn trọng. Xem tử vi năm 2023 cho nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967 qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng đầu tiên của năm Quý Mão xét thấy khá tốt, công việc tiến triển thuận thành. Tuy nhiên, trong đi lại có hạn xe cộ, tai nạn bất ngờ. Tháng 2 âm lịch, bước sang tháng 2, gia đạo xét thấy, đón nhận những tin vui, may mắn đưa tới, lại thêm công việc làm ăn cũng khá hành thông, tiền bạc thu nhập tốt. Tháng 3 âm lịch, tháng này mọi việc tiến triển khá thuận lợi, nhận được tin vui về nơi ăn, chỗ ở và may mắn trong công việc làm ăn.
tháng 4 âm lịch. Xuất hành đi xa vào tháng này có vấn đề không tốt, quý bà có hạn khi tham gia giao thông, lại thêm sức khỏe kém hay bị ốm yếu. Tháng 5 âm lịch, tháng này dự báo có sự hao tán nhiều tiền bạc vào trong công việc làm ăn cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ thế, quý bà cần phải đề phòng có tiểu nhân phá hoại dẫn tới gặp nhiều chuyện khó khăn và bất lợi. Tháng 6 âm lịch, tháng này mọi việc không có gì khởi sắc, tuy nhiên cần phải chú tâm vào công việc hiện tại nhiều hơn, tránh để xảy ra những thay đổi hay mở mang thêm mới. Tháng 7 âm lịch, đây là tháng không tốt đối với bản mệnh tuổi Đinh Mùi. Xuất hành đi xa, sức khỏe kém, các bệnh như máu huyết khó lưu thông. Tháng 8 âm lịch, tháng này được cho là không may mắn và tốt lành trong gia đạo. Xảy ra những vấn đề không hòa thuận, lại thêm công việc làm ăn của quý nữ và gia đình không đạt được kết quả như tính toán ban đầu. Tháng 9 âm lịch, tháng này không được thuận lợi, công việc làm ăn kém. Gia đạo của quý bà có thể xảy ra chuyện buồn, có tang sự đưa tới. Tháng 10 âm lịch, tháng này về phương diện công việc xét thấy ổn định, có lộc về tiền bạc đưa tới, tuy nhiên không đáng kể. Tháng 11 âm lịch, tháng này xuất hành đi xa, gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, tuy nhiên tiền bạc của quý nữ có sự hao tản nhiều. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm Quý Mão, quý bà tuổi Đinh Mùi phải vướng không ít những khó khăn, bất lợi, thêm vào đó xuất hành, đi xa cũng không thuận lợi. Xem tử vi năm 2023 đối với nữ mạng Đinh Mùi xét thấy rằng, trong năm, quý bà có đầu tư làm ăn nên hợp tác với các tuổi sau đây: tuổi Ất Mão sinh năm 1975 hoặc tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 để có được sự hỗ trợ và tương trợ may mắn trong kinh doanh. Có thể nói rằng tử vi năm Quý Mão 2023 đối với nữ mạng Đinh Mùi, quý bà trong năm sẽ đón thêm thành viên mới. Không chỉ thế, công việc làm ăn của gia đình cũng có sự mở mang thêm, tài lộc hành thông rủng rỉnh đưa tới. Tuy nhiên, trong năm cần phải lưu ý sức khỏe có dấu hiệu không tốt, quý bà có hẹn xe cộ va chạm. Năm 2023 này, các tháng tốt đối với quý bà tuổi Đinh Mùi là tháng 2, tháng 3 âm lịch, và kèm theo đó là tháng 5, tháng 9, tháng 12 âm lịch là các tháng xấu, quý bà tuổi Đinh Mùi cần phải chú ý và cẩn trọng hơn.